Kiên Garden xin chào mọi người nhé. Hôm nay thì nhà mình bắt đầu cắt cành chiết của hoa mẫu đơn cổ Văn Chấn này. Loại này thì đợt này mình chọn những cái hàng có rễ như thế này này. Thì chọn được khoảng độ tầm 300 cành, nhưng mà đóng cho khách mất gần 200 cành rồi. Thì chỗ này mình còn khoảng 100 cành nhé. Cành mẫu đơn cổ Văn Chấn thì hết đợt này thì chắc phải tầm 2-30 ngày nữa mình mới có đợt mới. Nên là các bạn mua thì các bạn chốt sớm nhé. Mình xin giới thiệu qua về cành chiết của nhà mình. Mẫu đơn của Văn Chấn thì loại này thì cũng không xa lạ gì với các bạn rồi. Và những cái cây này này đều như điếu thuốc lá hoặc là như ngón tay út, như ngón tay của mình nhé các bạn nhé. Đây, cành rất là mẫm, cành tơ cây. Và mình bán thì mình cứ xếp cho mọi người chứ mình không chọn đâu. Bởi vì những cái cây này là mình chọn cái tang chiều dài của cây rồi. Loại này nó đều cao, mình lấy cây thấp nhất đi. Đây, cành thấp nhất đây các bạn này, là 70 phân nhé. Cành thấp nhất là 75 phân, nhưng mà mình cứ báo cho mọi người là từ 70 phân trở lên. Đây, có những cái cành dài mà mình để cái thước từ dưới chân này. Có những cành dài cũng cao đến 1m3, 1m4 rồi. Nhưng mà mình chỉ báo những cây cành thấp đến thành cao thôi. Thì các bạn để ý này, còn trung bình thì toàn 80 phân cho đến 1m rồi. Đây là hàng mẫu đơn cổ Văn Chấn nhé. Còn cái cành chiết thì thường nó như là điếu thuốc lá, cây to thì như ngón tay út. Và mình giao cho mọi người thì thường thợ nhà mình sẽ chọn lần lượt, tức là lấy lần lượt chứ không phải là chọn từng cây một nhé. Nên là sẽ có cây dài, cây ngắn, cây cao, cây thấp, mình không bán chọn. Riêng cành chiết này mình không bán chọn nhé các bạn nhé. Loại này mình bắt đầu bán cho các bạn từ 20 cành trở lên. Và giá mình đang bán cho các bạn là giá là 70 ngàn trên một cành nhé. Và đợt này mình sẽ bao ship cho mọi người luôn. Riêng với cành chiết thì mình sẽ ưu tiên bán cho các bạn ở ngoài Bắc. Bởi vì vào trong Nam ấy thì sợ cái phần ship nó đi xa quá nên là cây nó sợ không đảm bảo. Tất cả những cái cành này thì mình đều có tưới, đều phun thuốc kích rễ để cho đảm bảo cây, cũng như là ủ cái sơ dừa để cho mọi người đảm bảo cái rễ. Nhưng mà đi xa như vào trong Nam ấy thì mình cũng sợ nó không đảm bảo cho cây. Vì vậy nên là mình sẽ ưu tiên nhận đơn của các bạn ngoài Bắc trước nhé. Số lượng thì không còn nhiều nên là các bạn mua thì các bạn chốt sớm nhé. Khoảng độ tầm 2-30 ngày nữa nhà mình mới bắt đầu có một đợt mới đó thôi.